Với khoản lỗ của tập đoàn điện lực Việt Nam EVN năm 2022 là hơn 26.200 tỷ đồng, Bộ Công Thương cho biết đã xây dựng phương án điều chỉnh giá điện và báo cáo thủ tướng là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo mới đây. Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn điện lực Việt Nam EVN. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh 4 năm qua giá điện không điều chỉnh. Kết quả này được công bố trên cơ sở đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các bộ ngành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tham gia thẩm định. Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện các năm 2021 là 419.031 tỷ đồng, năm 2022 là 493.265 tỷ đồng, bao gồm tất cả các khâu. Trong khi đó, giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2022 là 1.882,73 đồng trên 1 kWh, tăng 1,46% so với năm 2021. Như vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058,36 tỷ đồng. Như vậy, đã giúp giảm lỗ cho EVN còn 26.235,78 tỷ đồng. Theo kết quả kiểm tra, vẫn còn các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022, trong đó bao gồm khoản tranh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện từ các năm 2019-2022 lên tới 14.725,8 tỷ đồng. Thông tin thêm, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện Lực cho biết, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân căn cứ vào thông số đầu vào nếu giá tăng, giảm, mức 3% trở lên thì sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên do giá điện tác động lớn đến đời sống kinh tế vĩ mô nên sẽ được tính toán kỳ lưỡng. Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, năm 2022 lỗ chủ yếu là do chi phí sản xuất điện đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá than tăng gấp hơn 3 lần, có thời điểm tăng gấp 4-5 lần, giá khí đốt và giá dầu tăng gấp đôi là nguyên nhân khiến chi phí mua điện tăng cao nhưng bốn năm nay đã không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân nên evn rất khó khăn do vậy evn đã xây dựng phương án điều chỉnh giá điện với các cơ quan có thẩm quyền các đơn vị đã giả soát kiểm tra phương án và báo cáo thủ tướng theo quy định để có phương án phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích tình hình tài chính của evn và điều hành vĩ mô của chính phủ